Đây thì cái con máy này mình đã hoàn thành xong và đã cắt sắt tấm và cắt sắt hộp để xong của mình. Bây giờ mình sẽ cắt cái miếng gỗ này. Cắt miếng gỗ này mình phải lắp cái đá miếng lưỡi cắt cắt gỗ vào thì cái bộ hiểm này mình phải tháo ra các bạn nhé. Thì cái bộ hiểm này là mình phải phải tháo ra vì nó không lọt. Đây thì mình vừa cắt một viên gạch 80 nhân 80 các bạn nhá. Viên gạch bể nhá. Mình cắt rất là ok, rất là ngọt. Các bạn xem video của mình hay ý nghĩa thì nhớ cho mình một like và một nút đăng ký kênh giúp kênh phát triển các bạn nhá. Cảm ơn tất cả các bạn nhá.